nè nói nghe nè Nè, nói nghe nè. Chuyện tâm linh hôm nay đó là chuyện ma ở Xuân Hòa của Đăng Nguyễn. Đây là những câu chuyện, nói chung là gồm tới 5 câu chuyện ngắn mà Xuân Hòa đã viết và gửi về cho Việt Thảo để đọc cho các bạn nghe. Việt Thảo nói rất rõ nghe, tôi đọc. Chứ tôi không phải là người kể chuyện ma hay kể chuyện tâm linh. Thì trong những cái câu chuyện của ma, à, chuyện ma về Xuân Hòa của Đăng Nguyễn, nó có trong này là năm câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất đó nói về cái gốc sữa ở bên hồ Đại Lãi và cái cô gái mặc đồ trắng. Câu chuyện thứ hai nói về việc đi chơi khuya và thấy cái đôi mắt đỏ ở trên cây mít. Câu chuyện thứ ba là liên quan đến cụ già ngồi ở đầu đường nhà số 14. Câu chuyện thứ tư là đôi, đôi thằng lằn. Nói về cái đồi thằng lằn, có anh bộ đội ngồi trên nắm mộ quan. Và câu chuyện thứ năm là chuyện kỳ lạ trong ký túc xá. Những câu chuyện này Việt Thảo nhận được vào ngày 4 tháng 4 của năm 2021 với nội dung như sau. Chào chú Việt Thảo, con là Đăng, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Con theo dõi chú trên Youtube và thường xuyên vừa nghe chuyện ma chú kể vừa làm việc. Hôm nay con xin gửi chú vài mẫu chuyện ngắn tâm linh con viết cách đây một thời gian. Những câu chuyện này viết về Xuân Hòa, một thị trấn nhỏ của tỉnh Vĩnh Phúc, nơi có trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, quãng thời gian con học tập 4 năm. Những chuyện này đã được con đăng tải lên Facebook, cái fanpage của mình và trong bài con có để dân xưng là tôi hoặc mình để truyền đạt tốt nhất đến người đọc. Mong chú thông cảm. Chúc chú nhiều sức khỏe và niềm vui. Ký tình Đăng Nguyễn Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những lần gặp ma tại Xuân Hòa qua năm câu chuyện ngắn của Đăng Nguyễn. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện nói về gốc sữa ở bên hồ Đại Lãi và cơ cô gái mặc đồ trắng. Chắc hẳn là sinh viên Xuân Hòa ai cũng đã từng dạo chơi tại hồ Đại Lãi, ít nhất cũng phải được một lần. Đây là cái hồ nước ngọt, có địa thế rất thuận lợi để phát triển du lịch, và thực sự nó đã phát triển vào những năm gần đây. Lần đầu tiên tôi được biết đến Đại Lãi là năm thứ nhất đại học, khi cùng một vài bạn trong lớp đạp xe ra đây chơi. Lần đầu tôi đã nhìn ra hồ Đại Lãi, tôi có cái nhận xét, cái địa thế của hồ đại lại rất là vượng nó rộng mà bằng phẳng nằm trên cao thoáng gió lưng thì tựa đồ thằng lằn nhấp nhô hùng vĩ mặt hướng đảo ngọc cây cối um tùm tuy nhiên trong cái vượng của hồ lại có cái đoạn dương dài ra uốn khúc Chính là phần có đảo Ngọc Nhô Ra tạo nên hình hàm hà bá. Và theo sách mà tôi đã đọc được của ông ngoại tôi thì với cái địa thế này, Long Mạch dưỡng về sau, nhưng nó chứa đựng sát khí. Tại vì gió trời thổi thẳng vào hàm hà bá, ắt hẳn là sẽ quả, nó sẽ đến thường xuyên. Và quả thật như vậy. Hồ Đại Lãi thu hút, rất, thu hút rất nhiều khách du lịch. Tuy nhiên, cũng không ít nạn nhân đã bỏ mạng nơi đáy hồ. Vài năm gần đây thì số lượng nạn nhân nó ít đi nhiều, giảm đi nhiều, phải nói vào thời gian trước thì hầu như năm nào cũng có. Có người chết vì bị lật thuyền, có người bị lật tàu, có người bị chìm phao, có người bơi mà bị chuột rút rồi chết cũng có. Và cái chuyện lạ lùng mà tôi gặp phải tại góc sữa bên hồ Đại Lãi cũng đã lâu rồi. Nhưng dịp có gặp một số câu chuyện kỳ bí tại Xuân Hòa, cho nên tôi đã kể cho các bạn nghe. Nói về cái góc sữa bên hồ Đại Lãi, đó là một cái địa điểm chăn trâu, thả bò. Cái địa điểm để hẹn hò và là nơi giả ngoại của rất nhiều người sống tại khu vực này. Tôi nhớ cái tối hôm đó khoảng 21h30. Chúng tôi gồm vài người bạn rủ nhau đi xe ra đây để đốt lửa, nướng đồ ăn. Coi như là giả ngoại, coi như là cắm trại vào đêm. Sau một hai tiếng quay quần, ăn uống vui chơi lửa cũng đã tàn. Chúng tôi mới ngồi bên nhau rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện mà. Lúc đó tôi ngồi tựa gốc cây, gió mát hiu hiu thổi như thế này. Trời thì tối đen như mực. Chỉ có cái ánh đèn leo lót từ cái flash, leo lét từ cái flash điện thoại của một thành viên ở trong nhóm. Hết người này kể tới người kia kia kể kể, kể, kể riết rồi chuyện cũng đã tàn. Thì mọi người không còn kể nữa. Lúc đó mới ngồi trầm lặng, không gió. Dạ cũng là lúc mà tôi cảm thấy có cái gì đó nó rất lạnh ở trên cái đỉnh đầu của tôi cái lạnh này không phải là lạnh của hơi sương lạnh của gió thoảng hay lạnh của giọt nước mà tôi có cảm giác cái lạnh là như có ai đó đang nhìn chầm chầm vào tôi rồi từng lớp da gà trên người tôi nó nổi lên theo kinh nghiệm ông ngoại truyền lại cho tôi biết tôi không dám nhìn lên cái tán cây sữa nhưng trong đầu tôi nghĩ chắc chắn trên đó có cái gì ghê gớm lắm thôi mình chịu thua cho chắc ăn tôi mới bảo mọi người đi về mệt rồi khuya rồi mình ngủ sớm sáng mai còn đi học nữa mọi người đều đồng ý và cùng nhau đi về Cô Hương là cô gái ngồi sau xe tôi. Cô mới thủ thủy. Anh à, lúc nãy em ngồi ngoài đó em thấy cái cảm giác nó ghê ghê. Nghe nói như vậy tôi biết Hương cũng gặp cái cảm giác giống như tôi thôi. Nhưng mà làm sao bây giờ? Tôi chỉ biết cười trừ rồi tôi mới bảo chắc gió hồ đêm lạnh thôi, không có gì đâu. Lúc này thì đã hơn 12 giờ đêm, giữa khuya rồi, tôi không về phòng mình mà đi qua phòng trọ của một người bạn trong nhóm để ngủ. Và dạ, tôi nhớ như in đêm đó, cái đêm mà đã ám ảnh tôi suốt cả tháng trời. Tôi với thằng bạn ngủ ở trên giường trong cái căn phòng nhỏ có cái cửa gỗ. Tôi nằm ngoài, thằng bạn nằm trong. Tôi nói trong lúc ngủ thì cái cảm giác lạnh nó từ cái mang tay này nó chạy lên trên đỉnh đầu tôi và cái lạnh đó nó cứ liên tục nó cứ lạnh 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 lên rồi tôi lại nghe có ai đó gọi tên của tôi mà lúc này người tôi bắt đầu cứng đờ rồi tôi biết tôi biết cái trạng thái này là trạng thái bị bóng đè nhưng mà lần này nó khác cái cảm giác lạnh buốt từ mang tay lên đầu vẫn tiếp tục và tôi vẫn nghe cái tiếng gọi tên tôi nó vang ra từ bên trái nơi cái cửa ra vào và ở nơi đó tôi có thể mở mắt ra tôi liếc sang tôi nhìn thấy được và tôi đã cố gắng liếc sang thì tôi thấy có một người bận đồ trắng tóc ngang vai tôi nhìn hoài để có cái khuôn mặt đó là ai nhưng mà tôi không thấy rõ tôi chỉ biết người đó tóc ngang vai như là cô gái mặc bộ đồ trắng đang đứng nhìn tôi và cô gái cứ đứng đó trong khi cái tên tôi vẫn lòng lộng như ai đang gọi. lúc này thì tôi nhớ đến những lần ông ngoại tôi có dặn dò, cho nên tôi bình tĩnh tôi nhắm mắt lại, tôi niệm chú chuẩn đề. nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu chi nẫm đắc diệt tha, đắc diệt tha án Chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà Ha. tôi cứ đọc để rồi từ từ cơ thể tôi nó dần dần trở lại bình thường. Lúc này thì người tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Khi tôi quay sang thằng bạn, tôi vẫn thấy nó ngủ như chết. Rồi, biết làm sao, cũng đành phải ráng mà ngủ. Cho đến sáng hôm sau thì quả thật tôi bị ốm. Thì những người bạn có đến chơi, chơi tôi mới kể chuyện đêm hôm qua cho mọi người nghe. Thì có bác chủ nhà kia, bác bảo, cái góc cây vú sữa đó đó là nơi mà người ta vớt xác chết đuối ở dưới hồ lên người ta để ở đâu, ta mổ người ta khám nghiệm tử thi chúng mày ra đó chơi ngồi đâu không ngồi lợi cây gốc vú sữa đó ngồi để làm gì nghe bác nói tới đó tôi lại thêm một phen lạnh cả tóc gái rồi thì cả tháng trời đó tôi cứ bị ám ảnh bởi hình dáng cô gái áo trắng dài đứng gần bờ cửa gỗ sang tháng sau về quê, tôi vào trong ông ngoại tôi nghe ông tụng kinh, thì coi như tôi mới hết hẳn. Từ đây tôi rút ra một cái kinh nghiệm là, cho dù đi đâu, ban đêm, sớm hay muộn, khuya hay là nơi vắng vẻ, đừng bao giờ gọi tên nhau, và có đi cũng nên về sớm và đi chung với nhau để bảo đảm được an toàn. Đây là câu chuyện thứ hai là câu chuyện đi chơi khuya với đôi mắt đỏ ở trên cây mít. Đó là vào khoảng 5 năm trước khi tôi là sinh viên năm thứ nhất ở tại Xuân Hòa. Cái ký túc xá S4 mới xây xong và phía sau vẫn còn ôm tùng cỏ bôm bốn. Có cây cúc dại và cái tường rào sau đó vẫn chưa có xây hoàn chỉnh. Thì phòng ký, ký túc xá của tôi nó có 5 người. Trong đó có tôi và hai thằng nữa mà hai thằng này hay đi chơi game về muộn. Chúng tôi thường ăn tối tắm rửa xong là rủ nhau ra quán game online của cô Hà ở gần hiệu bộ cũ, nơi mà diễn ra các hoạt động chung của trường để chơi. Tuy hơi xa nhưng rất rẻ và có thể nợ tiền được. Có nhiều lần chúng tôi chơi đến 6, 7 giờ sáng mới về. Mọi chuyện vẫn không có gì xảy ra. Nhưng vì có một lần có thằng bạn tôi nó buồn ngủ quá nó đòi về sớm thì lần đó nó xảy ra chuyện. Thì lúc đó khoảng 2 giờ sáng chúng tôi về. Coi như về sớm, về sớm mấy tiếng. Khi bước chân ra khỏi quán thì Xuân Hòa lúc đó tỉnh mịch. Nó không có cái gì ồn ào cả, nhất là đêm khuya. Chỉ có ánh sáng leo lét từ vài ngọn đèn ở nơi vòng tròn 2. Và chúng tôi biết rất rõ giờ này cái cổng ký túc xá đã đóng rồi. Không cách gì vô được. Cho nên quyết định đi đường phía sau ký túc xá nơi mà chưa xây xong tường để mình đi vào. Mà muốn đi được đường này, mình phải đi lên đường Võ Thị Sáu rồi rẽ xuống ngõ, cái ngõ bao nhiêu đó tôi tôi không có nhớ rõ nữa. Chỉ biết là cái ngõ này tối thui à, nó không có một ánh đèn điện. Và nơi đó khi đi thường hay bị chó sủa. Lúc chúng tôi đi, nó yên tĩnh đến độ là chúng tôi nghe rất rõ cái tiếng dép lẹt xẹt của ba thằng thôi ba thằng đứa nào cũng sợ hết. Tại vì tôi biết chắc chắn hai thằng bạn tôi cũng sợ. Tại vì nó, tụi nó bấu chặt vào hai cái cánh tay của tôi. Khi đi đến gần tường rào mà cái nơi đang xây ngăn cách giữa cái túc xá với bên ngoài. Thì ở nơi đây nơi có cái cây mít to. Nó dương mình ra ngoài đường lộ. Mà cái cây mít này tôi đã dịp có dịp nhìn thấy nhiều lần vào ban ngày. Cũng không có gì đáng sợ. Vậy mà ban đêm nó đen thùi lùi mà cái cảm giác nhìn nó làm mình nổi cả da gà. Thì ngay từ xa, ba thằng đã có bước thật nhanh rồi. Để chi? Để vượt qua cái chỗ tường chưa xây xong để đi vào trong ký túc xá cho lẹ. Khi mà cách gốc cây mít đó chừng 5 mét, tôi nhìn lên tán cây. Rõ ràng tôi thấy có một cái đôi mắt đỏ lòm ở trên đó đôi mắt nhìn về hướng chúng tôi nó đỏ lòng lòng như thế này mà lâu lâu nó chớp chớp nó giống như người ta nháy mắt vậy lúc đó thì tiếng gió thổi xào xạc tôi mới níu tay hai thằng bạn và dúi nó hướng coi như là đẩy nó để nó hiểu ý nhìn lên trên cây có, có, có cái gì không chúng nó nhìn lên và chúng nó cũng xác nhận thấy có đôi mắt đỏ nó không có to lắm nó nhìn rồi lâu lâu nó lại tắt rồi lại đỏ như người ta chớp mắt. Lúc đó còn nhiều ba thằng cứng người hết, chưa biết phản ứng làm sao, một cơn gió mạnh thổi qua, rồi cả ba đều nghe cái tiếng cười hí hí và nó lanh lảnh. Thế là không ai bảo ai, ba thằng giọt một cái dèo băng qua rừng cỏ bùm bốn sau ký túc xá chạy thẳng về phòng luôn. Khi về đến phòng thì mồ hôi đầm đìa, quần thì đầy cỏ mai cắm vào. Lúc đó tôi mới chân hững lại tại sao chạy về ba thằng mà còn có hai thằng. Như vậy thằng Thành đâu? Thằng Hoàng chạy về với tôi, nó nhìn tôi cũng tỏ vẻ quảng hốt, không hiểu thằng Thành đâu. Tôi lấy điện thoại, bấm điện thoại gọi cho thằng Thành. Thằng Thành nghe máy, nó nói với tôi là khi nghe tiếng cười nó sợ quá, nó mới chạy ngược lại quán game rồi. Phải nói trong lúc quảng hốt, ba đứa không ai bảo nhau hù nhau té chạy không ai để ý tới ai hai thằng chạy về cái túc xá một thằng chạy về quán game cho đến bây giờ thì tôi vẫn không hiểu là giữa đôi mắt đỏ đó và cái tiếng cười hí hí lanh lảnh đó nó có quan hệ với nhau không là từ một hay là từ hai không biết rồi lâu lâu nói chuyện với mấy đứa bạn khi chúng nó hỏi tôi có nhớ về cái đêm hôm ấy cái đêm mà thấy đôi mắt đỏ và tiếng cười hi hí đó không. Tôi chỉ còn biết nói đùa, <laughs> nhờ con ma cười hi hí mà tao bỏ được game rồi. Câu chuyện thứ ba là chuyện cụ già ngồi ở đầu giường căn nhà 14. Tôi chắc rằng thế hệ sinh viên trước đây không ai không nhớ đến căn nhà 14 này. Vì nó rất đặc biệt. Ở chỗ là căn nhà cũ kỹ rêu phong mà có phần mục lát theo thời gian. Tôi thì không ở nhà này, nhưng mà có vài người anh khóa trên mà tôi chơi cùng, thì tôi có đến đây. Có lần được các anh rủ xuống uống rượu, tôi có đến căn nhà 14 này. Và cái cảm giác lần đầu tiên khi bước vào căn nhà 14 là nó u ám và ẩm mốc lắm. Tôi thật không ngờ giữa cái xung hòa ồn ả lại có nơi cũ kỹ như vậy. Cái ấn tượng đầu tiên của tôi về cái nhà 14 là nó được xây dựng theo cái kiến trúc giống y hệt như những cái 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 căn nhà tập thể hồi xưa. Hầu hết cái cái không gian là dành chỗ cho phòng ốc, cho nên cái cửa sổ và cửa ra vào rất là hạn chế. Cho nên ở trong nhà nó tối thui à. Cái căn nhà 14 này coi như bật đèn 24 trên 24 thì mới mới được chứ nếu không nó bị tối tâm lắm. Còn theo tôi nhìn thì theo thiên văn địa lý cái lô kiến trúc này mặt lưng và mặt trước không có rõ ràng gọi là tiền hậu vô thông, mà cửa thì nhỏ khiến âm dương không giao hòa, minh quang từ mặt trời không hướng được vào trong khiến bế tắc dựng khí. Và theo tôi thì nhà 14 bốn âm thịnh dương suy người ở đây chắc chắn cơ thể yếu ớt hay ốm đau bệnh tật, mà làm việc thì bại nhiều hơn thành, nơi tích tụ nhiều quế khí khó thông thoáng. Tôi tưởng khi lui tới nhà 14 trừ những cuộc vui về muộn cùng các anh quá trên thôi. Và tôi nhớ hôm ấy cần kề với tích nguyên đáng thì sinh viên hầu như đã về quê hết rồi. Phải nói xung hòa trầm mặt lạ thường. Tôi phải ở lại giải quyết nốt giấy tờ ngoại trú cho các bạn cùng lớp. Và tối hôm đó Canh khóa trên ở nhà 14 cũng có rủ tôi tới uống rượu với ảnh rồi ngủ lại vì tối hôm ấy có một mình ảnh ở lại mà thôi. Tối hôm đó khoảng 20 giờ thì tôi có mặt ở phòng của anh. Hai anh em ra ngoài mua con vịt nướng và làm chai vodka về, lai ra cho đến khoảng 21 giờ 30 Vodka mà, vịt nướng mà, thơm ngon, uống đã lắm sai hồi nào không biết luôn. Vậy đó, chúng tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một hồi đã rồi còn kéo nhau ra đường ngồi trà đá tại cổng giảng đường E nữa. Cho đến 22 giờ đêm thì mới về ngủ. Tôi nằm giường gần cửa, anh nằm giường cạnh tôi. Rượu ngắm, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vào khoảng nửa đêm thì tôi như bừng tỉnh dậy vì cái người tôi nó cứng đơ. Tôi thoáng nghĩ, tôi chửi thầm trong bụng, mẹ nó, từ ngày lên Xuân Hòa bị bóng đè suốt là sao? Và vẫn cái cảm giác quen thuộc, đầu thì tỉnh táo mà chân tay cứng đờ. Tôi mở mắt, nhìn sang giường, ông anh ông nằm ngủ còng queo, ngái kho kho. Trong khi lỗ tai tôi nó kêu hơi ù ù, tôi đưa mắt lên phía trên đầu giường. đập vào mắt tôi lúc đó có cái gì đó mà không phải con vật hay đồ vật mà đúng là người. Có người ngồi ngay phía đầu giường. Thế là một cái cơn lạnh buốt như luồng điện chạy lên đỉnh đầu. Tôi cảm giác lông tai tôi dựng hứng đứng lên hết. Ngay ở đầu giường trên cái ghế đẩu cũ kỹ mà tôi vẫn hay ngồi. Mỗi khi xuống đây chơi với các anh đó là một bà già. Một bà già bận trang phục dân tộc, đầu đội khăn dân tộc tay chống gậy. Và cái làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ, đó là hình ảnh bà ta ngồi đó mà trên đầu có vài loạn tóc bạc lơ phơ. Mũi từ khầm xuống và như có mụn ruồi đen ở trên mũi. Rồi cái điệu như là cười méo mó và gần như lộ ra hàm răng gãy vài chiếc. Cái hình ảnh này khiến tôi liên tưởng đến những bà phù thủy với cái gương mặt gầy gò và kinh hãi. Bà ta ngồi như vậy một hồi lâu. Tôi đọc lên hết kinh chuẩn đề. Chân ngôn cầu quan thế âm của Phật Pháp Tây Tạng, an ma ni bác mê hồng. Nhưng bà ta vẫn ngồi đó và từng sợi tóc pháp phơ theo chiều gió quạt. Chịu gì nói, sợ quá. Cho đến khoảng 5 phút sau, Đột nhiên bà ta đưa cái tay xương sẩu Và tôi nhìn thấy rất rõ vị đưa tới gần tôi những ngón tay gầy gột Đầy những chấm đồi mồi Và những nếp nhăn Bà đưa thẳng vô trán tôi Tôi phải nói tốt mà hôi sợ hãi Và đầu óc tôi quay cuồng Không còn xác định được phương hướng Và coi như tôi bị ngất xỉu ngang Và tôi chìm trong cái u mê của bóng tôi Cho đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy Tôi vẫn nhớ như in Những hình ảnh đêm qua Tôi tôi thấy rợn quá, tôi lai like thằng anh giường bên dậy tôi kể hết. Ông ấy vẫn ngủ ngon lành. Bị tôi lay like quá ông mới thức dậy, ông mới cằn nhằn, ông nói: "Mày cũng gặp bả hả?" Rồi, ông quay ra ngủ tiếp. Tôi đâu có tự biết rằng chỉ có tôi thấy ai già ông cũng đã thấy mà ông không có nói. Thế là tôi thu dọn bỏ về phòng và từ đó tôi không dám xuống nhà 14 chơi nữa. Tôi chỉ đủ các anh ra ngoài uống trà đá thôi. Các anh có bảo, ngài mới chuyển vào nhà 14 có mấy cái đồ kiểu, nơi cái ghế tôi hay ngồi và ngay cả cái khăn mặt trong nhà tắm và cái gương cái lượt. Ngay cả trong cái lượt còn dướng những cái núng tóc bạc ở cái kẻ răng lượt, chắc là của bà già kia. Còn đây là câu chuyện thứ tư nói về đồi thằng Lăng và anh bộ đội ngồi trên nắm mộ hoa. Khi nhắc đến đồ thằng Lăng thì sinh viên Xuân Hòa không ai không biết. Đây là nơi tập thể dục, đá cầu, thể thao và là địa điểm giả ngoại của sinh viên và người dân Xuân Hòa. Đó là vào ban ngày. Còn ban đêm, hiếm có ai dám lai vãng ở khu vực đồi thằng Lăng vì tệ nạn xã hội và người ta đồn ở đây có mà. Trước kia khi còn là sinh viên, tôi từng cùng các bạn đi bộ lên đồi Thằng Lặng vào buổi chiều để thư giãn đầu óc, kèm theo thể dục thể thao. Trước đó thì đã từng nghe qua về một số vụ cướp bóc hay là trọng án giết người trên rừng cây thuộc đồi Thằng Lặng. Ở nơi đây cũng là địa điểm đã xảy ra trận đánh đồng Thằng Lặng vào đêm 28 tháng 12 của năm 1950 là trận đánh chiếm cứ điểm khiến nhiều chiến sĩ bên ta và địch bỏ mạng. Ký ức của tôi về đồ thằng Lằng là dùng đồi có để thế rộng mà bằng phẳng, cao mà thoáng, cây cối phát triển tốt tươi, quanh năm gió lộng và hưởng trọn dương khí từ mặt trời. Từ nơi cao nhất, có thể nhìn sang Thái Nguyên, Phú Thọ, Sóc Sơn và các vùng lân cận. Dưới chân có hồ Đại Lãi, tạo cho nơi đây sinh khí và long mạch vô cùng tốt. Vài lần lên đây tôi có để ý, có thấy một số ngôi mộ nhưng mà không rõ của ai. Có, nô, có, có cái ngôi mộ thì nằm gần phế tích lô cốt, có ngôi nằm cạnh bệ pháo. Tôi đoán đây là âm phần của các chiến sĩ hy sinh trong trận chiếm đồn thằng lằn. Có thể thấy với cái địa thế này, từ trên đánh xuống thì dễ, mà từ dưới đánh lên là vô cùng khó khăn nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng. Chắc chắn là quân ta thiệt hại không nhỏ và không ít chiến sĩ phải nằm lại tại nơi đây. Câu chuyện kỳ lạ mà tôi gặp phải ở Đồ Thằng Lằng là vào khoảng năm 2012. Tôi nhớ tối hôm đó mấy đứa phòng tôi và một vài em gái phòng bên cạnh rủ nhau lên đỉnh đồi vì nghe báo đài đưa tin tối đó có mưa sao bằng, coi như là có uh, sao bằng, sao xẹp. Khi được các em gái đề nghị đi cùng, mấy thằng phòng tôi rất hứng thú chắc là vì được gái rủ còn tôi chẳng may may lắm chẳng mãi may lắm bởi tôi biết chắc đêm trên đồi thằng lằn vừa nguy hiểm vừa dễ gặp phải chuyện tâm linh do tôi đã từng nhìn địa thế khu vực này vài lần ban ngày nhưng mà chẳng lẽ các bạn đi hết mình lại ở nhà một mình thôi cũng đành miễn cưỡng đi theo nhưng mà trong lòng cũng mong cầu làm sao bình an cho cả bọn đêm hôm nay. 22 giờ đêm hôm đó, cả bọn tôi xuất phát từ ký túc xá S4. Khi đi thì cũng mang theo bánh kẹo và khăn trải để ngồi ở trên đồi. Khoảng 45 phút sau, chúng tôi có mặt ở trên đỉnh đồi. Trời có ánh trăng và sao cũng không có tối lắm. Tuy nhiên, cảnh tượng rừng cây âm u, gió thổi xào xạc, lâu lâu lại có tiếng chim rừng réo rắc, khiến trong lòng tôi cũng không khỏi buồn chồn. Chúng tôi trải khăn bày bánh kẹo ra ngồi chém gió, hát hò vui vẻ, cho đến khoảng một giờ sáng ai cũng đã thấm mệt. Thậm chí có đứa nằm gục lên đùi đứa khác ngủ ngon lành. Nghe báo đài nói rằng tối nay 12h30 có sao băng mà giờ 1 giờ sáng rồi có thấy gì đâu. Thôi cả bọn lục đục bảo nhau đi về bây giờ chuyện mới thật sự xảy ra. Trong lúc tôi và mấy thằng đang thu dọn đồ ăn thừa, gấp khăn lại, thì có một số bạn nữ đưa nhau đi vệ sinh ở vệ cỏ, có bụi cây rậm rạp cách một khoảng khá xa. Không gian đang yên ắng vậy đó. Bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh cùng đứa con gái nào đó Thế là tôi buông cái khăn đang gấp dở chạy đến thì thấy một trong số bốn cô đã ngất xỉu rồi. Còn các cô còn lại đứng như trời trồng. Có người khóc, có người muốn chạy ngược về phía mấy thằng kia. Tôi ngước mắt lên thì thấy cảnh tượng cũng không thể bình tĩnh được. Cái hình ảnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đập vào mắt tôi là hình dáng một anh bộ đội cái dáng người to lớn ngồi bắt chân chủ, chữ ngủ ở cái nấm mộ mà gần chỗ các chị em đi vệ sinh. Trời ơi đêm khuya tối mịt ra đi vệ sinh lạnh lẽo, sợ như vậy mà gặp một người ngồi như vậy không la không xỉu sao được. Chân tôi lúc đó cũng cứng đờ. Tôi nhìn anh ấy mặc bộ quân phục kiểu cũ, nhìn tóc giống như rẻ ngôi lệch, bên hông là cái nạn để đó và tay đang cầm điếu thuốc mắt nhìn về xa xăm còn phía xa xa ở nơi bệ pháo có vài người nữa mà tôi không nhớ chính xác chỉ nhớ là bọn họ đang cầm cái vật dụng gì đó cúi người ở cái bệ pháo kia lúc này thì tôi cũng dần dần hoàn hồn lại tôi chỉ kịp lấy hết sức bình sinh để bế có con bé bị ngất chạy ngược cùng mọi người xuống chân đồi. Khi về đến vòng tròn hai, cả lũ mặt mày té mét hết, thở không ra hơi. Lúc đó cũng đã đánh thức được cái con bé ngất xỉu kia. Rồi, cả bọn làm liều, đi về ký túc xá gọi cửa. Cũng may là trong đám có đứa quen anh bảo vệ nên được cho vào mà không bị hỏi dặn nhiều. Tất cả chúng tôi tổng cộng 5 người. Đã nhìn thấy các anh ngồi ở chỗ ngôi mộ đó. Tất cả chúng tôi được suy sụp trong một thời gian. Và cho đến bây giờ, những hình ảnh đó vẫn còn rõ ràng trong đầu từng đứa một. Đó là một ngày của tháng 7 âm lịch năm 2012. Còn đây là câu chuyện thứ năm nó xảy ra trong ký túc xá ở Xuân Hòa lúc 3 giờ sáng. Phải nói đêm Xuân Hòa rất tĩnh mịch, âm u. Ký túc xá sư phạm 2 vốn nổi tiếng quyên náo. Nhưng mà khoảng thời gian này cũng chìm trong yên tĩnh là do sinh viên đi thực tập và về quê cuối tuần. Cái không gian tôi cảm nhận sao mà nó ma quái đến lạ lùng. Tôi không thể nào ngủ tiếp nữa mà ngồi dậy để đánh những dòng này. Câu chuyện này được viết tại một phòng tầng 4 của ký túc xá. Tôi xin phép được giấu dãy nhà và số phòng để tránh làm quan mang dư luận. Phòng tôi gồm 6 người đều là nam, cường tráng, khỏe mạnh. <laughs> Phải nói là đứa nào cũng đẹp, đẹp trai và chưa có người yêu. Cái thời gian này mọi người đều đi thực tập hết, duy chỉ có tôi thực tập gần trường nên tôi về ký túc xá để ngủ. Vẫn như mọi ngày, tôi về trường, ăn uống, rồi lên phòng của mình ngã lưng trên chiếc giường sát cửa sổ để nghỉ ngơi, lướt Facebook, xem Youtube, đến khoảng 2 giờ sáng thì đi ngủ. Tôi nhớ là trước khi đi ngủ đó, tôi có đi vệ sinh, rồi tôi nhìn ra ngoài trời, tôi thấy tối thui à. Lúc đó ký túc xá chìm trong yên tĩnh vắng lặng, tôi nghe văng vẳng có những tiếng côn trùng và hình như có tiếng chim gì đó nó gõ từng hồi từng hồi một cách đều đặn thôi tôi vô tôi tắt đèn đi ngủ khi đèn tắt thì bóng tối bao trùm tôi thấy rần rợn. bây giờ làm sao chỉ có một mình tôi trong căn phòng giữa đêm vắng tôi phải cố gắng chỉ có ngủ là qua hết thì trong lúc tôi đang thiêu thiêu nửa tỉnh nửa mê Tôi nghe rất rõ có cái tiếng dép đi lẹt xẹt ở trên tầng 5. Tại sao tôi ở tầng 4 mà lại có thể nghe được nó? Tiếng dép đi lẹp xẹp càng ngày càng gần, rồi bước chân đi xuống cầu thang tầng 4 của tôi, nghe thiệt là rõ. Có điều tôi nhận ra không chỉ có một mà có nhiều người. Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Sau cái tiếng dép lẹp xẹp của nhiều người đó Tôi nghe được tiếng cười nói quyên náo, rồi lại tiếng chạy nhảy ngay hành lang mà trong khi cái hành lang đang vắng lòng như vậy. Bây giờ thì người tôi cứng đờ lại nữa, thế là tôi bị bóng đè nữa. Tôi tự nhủ như vậy mà mắt vẫn có thể mở và nhìn ra cửa sổ, trong khi đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi thấy khoảng ba bốn cô gái. Cái quần áo mặc ở bên ngoài mỗi cô mỗi khác không giống nhau. Trong cái ánh đèn của hành lang nó mờ mờ, khiến cho tôi không có nhìn rõ được mặt của họ. Tôi chỉ nhớ là các cô còn trẻ. Có người thì mặc áo sơ mi trắng nhưng đã ngã màu cũ. Có người mặc áo màu nâu ngắn tay. Cái điều mà làm tôi bàng hoàng và sợ hãi hơn đó là mấy cô ấy nhìn vào cửa sổ. Rồi nhìn vào giường tôi, rồi lại bảo với nhau. Ê, trai kìa, trêu đi chúng mày. Rồi tiếp theo đó là những tiếng cười khanh khách khoái chí, vang giọng khách hành lang trống vắng. Các cô làm như chỗ không người. Tha hồ, trêu trọc và cười đùa như vậy. Lúc này thì tôi thật sự hoảng loạn, cố gắng dạy dụa để bật được cái điện lên. Tôi cố gào thét nhưng mà không tài nào điều khiển được cơ thể của mình. Mắt tôi vẫn dán vào cửa sổ, nơi mà có những khuôn mặt mà tôi cố gắng nhận diện coi họ là ai tôi không thể thấy rõ được. Trong cái cơn định điểm sợ hãi đó, tôi nghe một cái tiếng cạch một cái thiệt lớn và thế là tôi được giải thoát. Tôi thoát dậy và tôi chạy về phía nhà vệ sinh nhưng cũng không quên quay lại nhìn ra cửa sổ. Lúc đó, hành lang trống trơn như chưa từng có gì xảy ra. Không một bóng người, không một tiếng động không một tiếng cười đùa, không có tiếng ghép lạch sệt. Cái ánh sáng nhàn nhạt đèn hành lang hắt vào phòng hiu hắt. Tôi bật điện lên, thẳng thề thờ ngồi xuống ghế, mồ hôi ướt đậm người. Cái tiếng cạch lớn đó là do con chuột hay cái gì đó đã làm rơi cái chiếc âu nhựa đặt trên bàn xuống sàn nhà. Và tôi quyết định ngồi dậy, lướt Facebook, tìm kiếm bạn bè còn online và nói chuyện với họ cho đỡ sợ hãi đây cũng là lúc tôi viết lên những dòng này. Không biết cái thứ tôi gặp phải là gì nữa nhưng quá thật làm tôi rất sợ. Các bạn có thể nói tôi thần hồn nát thần tính, nhìn gà quá quất. Nhưng chắc chắn ngày mai tôi sẽ rủ dài ba đứa bạn lên ngủ cùng cho biết. Quý vị và các bạn vừa nghe qua năm câu chuyện ngắn. Góc sữa bên hồ Đại Lãi và cô gái mặc đồ trắng đi chơi khuya với đôi mắt đỏ trên cây mít. Cụ già ngồi ở đầu giường căn nhà số 14. đồ thẳng lằn với những anh bộ đội ngồi trên nắm mộ quan và chuyện kỳ lạ trong ký túc xá của Đăng Nguyễn. Cũng vừa chấm dứt kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 611. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị qua những kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kế tiếp. Thank you and I love you. phòng bệnh hơn chữa bệnh cho nên mình phải đi bác sĩ để khám định kỳ hay tổng quát để coi có bệnh gì không để mà mình biết là mình trị còn hơn đợi bệnh phát tác rồi mới chữa cũng như người ta nói rằng phòng cháy hơn chữa cháy nên coi chừng củi lửa đề phòng quả quạng chứ đừng đợi quả quạng rồi mới chữa lúc đó nhà nó cháy tan quang rồi thì bây giờ thêm cái câu là phòng dột hơn chữa dột mình phải đề phòng nước nó vô nhà làm hư đồ đạc hay ảnh hưởng đến đời sống của mình còn hơn đợi dột rồi mới đi lột máy thì nó đã quá trễ dạ đúng rồi thì bây giờ muốn vậy thì phải làm sao dạ muốn vậy thì uh, quý vị có thể gọi cho con uh, uh, công ty A Plus Group số điện thoại là 832 738 9630 để con có thể inspect cái mái nhà của uh, mọi người Cái mái nhà không chỉ là cái mái nhà mà nó còn bảo vệ cái tổ ấm của mọi người nữa Đúng rồi Má yeah. Mái chùa che chở hộ dân tộc nhưng mà mái nhà che chở mái ấm gia đình nha Dịch Thảo hân hạnh giới thiệu công ty A Plus Roofing của Bảo sẽ chăm lo cái mái nhà của chúng ta Nè, nói nghe nè Oh yeah. Thảo Âu oh giá yeah, Việt Nam Cuisine là cái bến để Việt Thảo gặp gỡ tất cả mọi người.